Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Peo. Hiện tại là mình đang mở phòng 20 người cơ nào. Đó, đã có 13 người vào rồi, kiểu trời ơi. Map này thì mình mới được một bạn có gửi cho mình. Map có tên là Đại Chiến Sumo các bạn ạ. Map này thì có team đỏ, team vàng, team xanh biển, team xanh lá cây đấy. Tổng cộng là 4 team liền cho nên mình mở phòng 20 người. Chia ra là mỗi đội 5 người các bạn ạ đấy. Không biết là có đủ 20 người không nữa, trời ơi. Dạo này cái mic trong game nó cứ bị làm sao các bạn ạ. Mỗi lần mình mở mic trong game là cái tiếng của bên ngoài nó sẽ bị nhỏ đi, thành ra mình chỉnh nó rất là khó chịu, cho nên là mình quyết định mình sẽ không bật mic trong game luôn các bạn ạ. Alo anh em ơi, từ từ nha. Hello anh em. Hello anh em. Từ từ. Mic trong game bị lỗi nên anh không bật mic nhé. Đó. Ok, mic trong game bị lỗi chắc là cho nên là mình đợi khi nào Miro sửa lại cái lỗi mic trong game thì mình sẽ bật lại các bạn ạ. Ok. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ MPL các bạn nhá. Đọc qua một vài thông tin map là chỗ đông quá không đọc thông tin map luôn các bạn. Có cái cảm ơn mèo béo trên map này, tôi cần cái ID map. Tôi cần cái ID map đâu? Đâu rồi? Tránh hết ra, tôi thấy cái ID map nào. À từ từ nào. Hôm nay thì mình sẽ chuyển tất cả những cái người kiểu chơi cùng mình lâu năm. Đó, mình sẽ chuyển hết vào team mình, có nên thế không ta? Hey, tôi có nên chơi kiểu đấy không nhỉ? Nhưng mà thôi mình nghĩ vậy, chơi này cho cân bằng đi. Kệ, mình định tuyển chuyển, mình định tuyển team ấy, mình định tuyển team nhưng mà thôi các bạn ạ, chơi kiểu team ngẫu nhiên cho công bằng các bạn ạ. Ủa mà tôi cần cái ID map rồi. Ở đây, không ai map làm bởi cái gì đây? Thôi kệ đi các bạn ơi, trời ơi. Tí nữa mình sẽ đọc cái ID map sau các bạn nhá. Rồi chuyển luôn anh em ơi. Đại chiến sumo còn 5 phút thế này. Úi giời, cái gì đây? Cái gì đây? View, cái gì đây? What the hell? Cái gì đây? Hỏi chấm. Hey, what the hell, quả map kiểu gì ảo diệu vậy? Không hiểu luôn, không hiểu map chơi kiểu gì các bạn ạ. Map chơi như nào đây? Không hiểu chơi kiểu gì luôn. Chả hiểu chơi kiểu gì luôn các bạn ơi. Chả hiểu map chơi kiểu gì. À, đúng rồi. Map này tên là Đại Chiến Sumo cho nên chúng ta phải đẩy. À hiểu rồi, phải đẩy đối phương xuống vực đúng không? Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Hình như là chúng ta phải đẩy đối phương xuống vực các bạn ạ. Ok. Ok luôn. Phải đẩy đối phương xuống vực các bạn ơi. Này thì đẩy xuống vực luôn, đẩy hết xuống vực luôn. Úi giời ơi. Map chắc hiểu chơi kiểu gì các bạn ạ. Nhưng mà xem ra chúng ta cứ chỉ việc đẩy đối phương xuống vực thôi. Rồi, anh em yên tâm chơi luôn, đẩy luôn vực luôn. Này thì đẩy này. Ôi, cái này chém chết luôn chứ đẩy xuống vực. Thì trận đấu đang cực kỳ hỗn loạn các bạn. Hiệp 1 là 5 phút, mỗi hiệp 5 phút các bạn nhá. Trời ơi, hỗn loạn quá. Hey, hiệp thật chém một phát vừa chết 4 tinh anh em quyền của cơ. Một phát 4 thằng chết luôn, ghê chưa, cảm thấy kinh nhở. Một phát 4 thằng chết luôn. Một phát 4 thằng chết luôn các bạn ơi. Hey, này thì chém này. Trời ơi, chém này. Để mình đổi qua nhân vật Laura các bạn, hay đổi qua nhân vật khác đi. Mình đang dùng nhân vật gì nữa không biết nữa. Mình sẽ chuyển qua Laura các bạn ạ. Đó, chuyển qua Laura level 2 luôn. Quánh cho nó đã các bạn ạ. Hey. Trời ơi, không hiểu cái kiếm này đánh kiểu gì luôn các bạn ạ. Sợ thật sự, hiện tại team mẹp béo 2 mút mạng rất là hỗn loạn luôn. Trận đấu đang vô cùng hỗn loạn các bạn ơi. Hey, tụ lực chém. View, khiếp thật. Cái map này kiểu hồi sinh nó cũng hỗn loạn luôn các bạn ạ. Chém kiểu không biết đến team nào. Cứ chém bừa thôi. Không cần biết team nào luôn. Cứ chém bừa thôi các bạn ơi. Hay. Khiếp thật sự. Boom này. Hay. Khiếp thật, quả map ảo diệu thế. Đại chiến sumo ít ra phải trang trí thêm một chút chứ. Map này chắc là mình kiểu mình chơi cho vui chứ mình không đề cử đâu. Chắc là mình cũng không chia sẻ cái ID map các bạn. Với map này mình thấy cũng khá đơn giản, không thiếu đầu tư gì nhiều. Đó, map này phải trang trí thêm nữa, với cả là phải ít ra phải cho biến hình, biến thành sumo hay cái gì nó ok chứ. Chứ chỉ cầm vũ khí đánh nhau này cũng bình thường các bạn mà chơi cũng vui. Nhưng mà mình sẽ không chia sẻ map này đâu. Mình sẽ không đề cử map này các bạn ơi. Đó, anh em nào muốn chơi thì có thể tự tìm hiểu nhá. Đại chiến sumo hay cái gì mà không biết, sumo battle ấy. Đấy, mình thì mình cũng không khuyến khích lắm. Khi nào chủ map mà cập nhật thêm thì mình sẽ khuyến khích chơi sau các bạn nhá. Mình chưa đề cử đâu các bạn ạ. Hey. Chủ map mà có coi được video này thì nhớ là nâng cấp map thêm nhá. Đó, phải chơi vui hơn tí nữa. Đấy, phải nâng cấp thêm nhiều cái hay ho hơn nữa nhá. Hey. Ui, team mèo béo đang 35 mạng các bạn ơi. 35 mạng rồi. Cái gì đấy? Cái này cái gì đây? Không biết nữa các bạn ơi. Hey. Không biết là cái gì các bạn ạ. Chém luôn, cứ chém bừa đi. Hey, chết thật. Chả biết team bạn là team mình đâu các bạn ạ. Trời ơi, hỗn loạn quá. Không biết team nào với team nào luôn. Sợ thật sự luôn. Cứ đánh bừa các bạn ạ. Gặp ông nào chém ông đấy luôn. Không quan tâm các bạn ạ. Hey, cái gì đấy? À, cái này kiểu như là thiêu đốt các bạn. Cái này như kiểu thiêu đốt đi. Thiêu đốt này.
chém này, tiên mèo bẹo 39 mạng các bạn ơi, 39 mạng rồi, hey, khiếp, mình chết cũng phải lôi thêm ông nữa đi theo, các bạn ơi, hey, chết rồi, toang rồi, sợ thật sự coi lại hiện tại là tiên mèo bẹo vẫn đang dẫn đầu nhá, các bạn ơi, thiêu đốt này, chém này, khiếp thật, mình không hiểu cái map này nó gây đam như nào các bạn ạ. Không biết là gây đam kiếm ông nào xài thần thú kia. Ông nào còn chơi cả thần thú chơi kỳ vậy. Chơi cả thần thú được luôn. Anh em thích xài thần thú đúng không? Anh em xài thần thú thoải mái lắm nhá. Rồi tôi để biết tôi gọi thần thú nào. Gọi thần thú chơi luôn. Thích thần thú thì tôi chiều luôn. Nào, ông nào thích thần thú rồi. Thần thú rồi, lên, thần thú luôn. Úi chết rồi, rơi rồi. Chưa quả map bựa qua các bạn ạ. Map này thì mình cũng không khuyến khích anh em chơi nhiều đâu. Đó, mình cứ chơi thử cho biết thôi. Chơi review ở chính. Map này phải nâng cấp thêm nhiều. Ủa, sao vừa hồi sinh cái chết luôn như nào? Vô lý. Game lại lỗi rồi anh em ạ. Hey, chém. Hey, chém này rơi xuống dưới đi. To khiếp thật. Chả biết bên nào luôn các bạn ạ. Ô, gọi thần thú đâu rồi? Ủa, thần thú đâu rồi? Nào, lên thần thú cái nào? Cho lên thần thú cái này. Nào, chém. Cưỡi thần thú chém các bạn ơi. Cưỡi thần thú chém luôn. Hey. Cưỡi ngựa chém, mèo béo cưỡi ngựa chém. Tổ lực chém view. Hey, chém tiếp. Sợ thật sự coi là quả map hỗn loạn quá. Không hiểu kiểu gì luôn các bạn ơi. Hey. Trời ơi, quả map hỗn loạn quá. Cái này đi ấy. Cái này kiểu như là kiểu mình không hiểu lắm. Ok, vậy là team mèo béo chiến thắng với 58 mạng các bạn rồi. Hiệp 1 là tạm thời thế đã. Hay là mình thử liều mạng, mình mở thử 40 người em ta. Mình có nên mở 40 người em ta. Trời, thôi mở 20 người các bạn ạ. Mở 20 người đã hỗn loạn này rồi. Mở 40 người chắc là chịu luôn các bạn ạ. Mình nghĩ là 40 người chắc là không chơi nổi đâu. 4 team mà chia 30 không được. Phải 40 cơ, tức là mỗi team 10 người cơ các bạn ạ. Để coi xem team mình có những ai đây. Team mình có thể từ hôm nay mình sẽ chuyển hết tất cả mọi người thân cận đấy. Bạn nào mình quen mình chuyển hết một team các bạn ơi. Bạn Min Pro chơi của mình nhiều này. Bạn Tuyết Ruby từ bạn Nico Chan này cũng chơi của mình nhiều này. Đó, mình sẽ chuyển hết về một team các bạn ạ. Đây, mình ông nào kiểu mình ít khi chơi cùng mình sẽ chuyển qua team khác đó. Bạn nào nhở để coi xem nào. Bạn ở đây mình có bạn nào ông ta. Đấy, bạn Ninja Gà Mờ này. Bạn Ninja Gà Mờ này cũng hay chơi cùng mình này. Đó, mình sẽ chuyển hết một team. Mèo Béo tuyển team các bạn ạ. Ok, Mèo Béo đang tuyển team các bạn. Ôi dồi, cho ông là trọng tài này. Ông có hỏi xem ông nào thích là trọng tài. Bạn Thùy Xả chuyển qua bên kia này. Thùy Xa chuyển bên này này. Rồi, mình nghĩ là Minh Pro thần hồn Ninja Gà Mờ Nico là có vẻ ổn đấy các bạn nhỉ. Rồi, ok, để coi xem nào. Đó, tuyển team các bạn ạ. Rồi, ok. Đấy, tuyển team. Mèo Béo tuyển team. Mèo Béo tuyển team đấy. Ok, đang xếp team. Ủa mà không chắc kìa. Mình chắc. Ê, được rồi. Đó, Mèo Béo áp phen lại. Ủa thế à? Ơ, nick kia bị xóa rồi à? Ủa, nick mới à? Ủa, biết đâu. Ủa, nick thanh niên Ninh Pro chắc là mất nick hay sao các bạn ạ. Để mình chỉnh lại cái này đã. Chỉnh lại cái màn hình đã. Ok rồi. Chuyển luôn các bạn ơi. Rô luôn anh em ơi. Chuyển ơi, rô. Tấn công. Dùng thần thú thoải mái nhé. Đó, bảo luôn. Dùng thần thú thoải mái luôn. Anh em xài thần thú. Từ. Xài thần thú đi. Đó, bảo luôn anh em xài thần thú đi. Hey. Kiếp thật sao vừa vào mình bị đẩy lùi này. What the hell? Mình còn chưa kêu gọi thần thú. Đang mải chát. Ủa, sao thật nhiên Ninh Pro team mình mà sao thật giết mình như nào? Ủa, game vô lý vậy. Team mình là tự giết mình. Không hiểu kiểu gì các bạn ạ. Chém luôn. Tụ lực chém. Mình không hiểu cái chết đặc biệt là gì cơ. Cái này mình không hiểu lắm. Để đánh thôi. Hồi máu. À, ok. Thế mình không hiểu cái chết đặc biệt làm gì nhỉ? Hơi, cái này làm gì ấy? Cái này là để đánh lui à? Ok. Cái này để đánh lui. Đam không tóm đâu. Thôi chúng ta dùng kiếm này luôn. Dùng cái kiếm này luôn chém cho đá. Đó, dùng cái này chém cho đá các bạn ơi. Kiếp thật, trận đấu đang vô cùng hỗn loạn các bạn ạ. Chém. Dùng Laura level 2 để tôi chuyển qua tù trưởng luôn. Chuyển qua tù trưởng tăng được thêm 5 đam các bạn ạ. Đó, bạn đã không biết là chuyển qua tù trưởng tăng thêm 5 đam đấy. 5 đam cũng cả vấn đề đấy. Hey, tôi được chém. Ui, hồi máu á. Ui, hồi chảy là bao nhiêu các bạn. Hồi máu chảy là bao nhiêu đâu, cũng được có tí à. Hồi được có tí thôi.
hơi để ra sàn, để ra sàn, ra khoa trời, ra khoa trời, ra khoa trời, ra khoa trời, hơi quả map hỗn loạn quá cả ơi. Quả map hỗn loạn thật sự luôn rồi. Thế nên ninja gà mờ tim mình đánh kinh phết nhở, gánh tim á, gánh tim ấy, gánh tim Isoril luôn. Hay này 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 anh em tim đỏ cố lên, anh em tim đỏ chuyển đấy. Trời ơi, mình cũng rất là muốn bật mic trong game này. Hiện tại là mic trong game đang bị lỗi các bạn ạ. Đấy, mỗi lần mình bật là mình cái mic của tiếng mình nhỏ ấy, tiếng mình thu âm nó nhỏ đi, thành ra khi mà chỉnh video rất là lỗi các bạn, rất là mệt luôn. Để mình hồi máu trước đó, hồi máu trước xong rồi đi đánh nhau các bạn ạ. Đó ơi, thì mình sẽ trâu hơn đó, mình sẽ trâu hơn, vừa đánh vừa hồi máu đó, các thấy không? Ai quỳ vô cực luôn. Ấy chém này, ông móc lốt tim tôi, móc lốt tim tôi, móc lốt tim tôi, móc lốt tim tôi, móc lốt tim tôi. Đúng rồi, hồi máu tiếp, hồi máu tiếp các bạn ơi. Kiếp thực cái map này hồi chỉ là mấy đâu các bạn ạ, hồi chỉ là bao nhiêu đâu, hồi là có xíu à. Hiện tại là team mèo béo áp đảo đấy, đội quân mèo béo tuyển nó khác các thấy không? Mèo béo tuyển quân nó khác luôn, 38 mạng luôn, đứng đầu luôn chưa? Mà thì kinh khủng, cả hai team kia cộng lại cũng không bằng team mèo béo luôn. Chết chết, ủa sao team mình tự đánh team mình được ấy? Ủa mình pro team mình mà, ủa sao team mình tự đánh team mình được các bạn? Bây giờ mình biết, ủa cúp này, thử đá cúp nào, ô đập cúp nào, anh em thử lên đập cúp nào, u còn đập được cúp cả ơi. Ôi cái má lên được cúp nào, được cúp chém này hơi chưa đặc biệt. Hồi máu không kịp rồi, ôi ôi không kịp luôn các bạn ạ, khiếp thật. Hay chém phát này, cái này nó banh không, cái này để chém phát nữa này. Ui dồi ôi, để lùi thôi, cái này để lùi các bạn ơi. Khiếp thật, team mình 49 mạng rồi. Ôi chính ra là cả ba team kia cộng lại khi bằng mạng team mình ấy các bạn ạ, gần bằng team mình ấy. Trời ơi, hơn team mình một chút đó, hơn team mình một chút các bạn ạ. Khiếp thật, team mình đã áp đảo luôn, 52 mạng luôn. Trời ơi, team mình bị áp đảo các bạn ơi. Này chém này, quả xanh xanh này, bạn nào không biết thì ngoài xanh ấy, quả chanh ấy, nó ngoài màu xanh có màu vàng cơ. Đó, chanh vàng cũng có mà, đâu phải chanh xanh đâu. Chanh xanh, chanh vàng, hơi lemon ấy, lemon hình như là chanh vàng, còn chanh xanh phải gọi là lime à, hình như viết là lime sao không biết, đúng không, không biết đọc là gì vậy ơi. Hình như là chanh xanh mình hay uống ấy là gọi là lime, viết là lime ấy, bạn nào Google biết đấy. Hình như chanh xanh và chanh vàng là tiếng Anh viết khác nhau ấy, cùng gọi là quả chanh nhưng mà nó khác nhau nhá. Đó, chanh màu xanh và chanh vỏ xanh và chanh vỏ vàng là khác nhau các bạn ạ. Ơi, mình thì chúng ta kiểu người Việt Nam không? Người Việt Nam thì hay uống chanh vỏ xanh các bạn ạ. Hình như ở bên Mỹ, kiểu bên phương Tây ấy, bên phương Tây thì hay dùng chanh vỏ vàng, còn bên châu Á thì hay dùng chanh vỏ xanh đấy. Nhưng kiểu mỗi vùng là khác nhau các bạn ạ. Hey, hồi máu cái đã. Ui giời ơi, không kịp hồi máu chết luôn các bạn ơi. Nè. 75 mạng rồi các bạn ơi. Team mèo béo 75 mạng luôn rồi, cực kỳ đỉnh cao luôn. Knockback này. Hey, chết thật. Cái mình thấy cái bong bóng nó cứ phế phế của gì, cái map này chơi nó cũng bị phế phế nào các bạn ạ. Đó, mong rằng là chủ map mà có coi được video này thì nhớ là trời ơi, nhớ phải nâng cấp thêm nhá, nâng cấp thêm nhiều vào, map này còn nhiều cái nâng cấp lắm. Hơi chém khiếp thật, chém chẳng kịp chém với bình dương dưới các bạn ạ. Hơi đó, mà muốn kiểu mà muốn nâng cấp hẳn ấy thì chỉnh cái kiếm ấy, chỉnh cái kiếm đam một thôi đấy. Nếu như là đúng theo kiểu sumo ấy thì chỉnh cái kiếm đam về một luôn đấy, chỉnh hết tất cả vũ khí đam một hết luôn, một đam hoặc không đam càng tốt. Thì bây giờ cuộc chiến sẽ là chỉ đẩy người xuống dưới ở đấy thì mới gọi là sumo được chứ. Cái này mình thấy kiểu chém nhau đến chết mà đúng không, đẩy xuống thì ít mà chém nhau đến chết thì nhiều lắm đấy. Ngồi chém nhau là chính chứ đẩy được mấy đâu. 91 mạng luôn các bạn ạ. Ui kỷ lục luôn, 91 mạng luôn. Ok, ID map này là 89830041 các bạn nhá. Đó, bạn nào muốn trải nghiệm thử cái map sumo battle này thì có thể lên thư viện mình đi tìm thử nhá. Đấy, mình thì mình muốn là cái map này phải nâng cấp thêm nhiều hơn nữa đấy, phải nâng cấp thêm hơn nữa các bạn nhá. Map này thì mình chưa để cử đâu. Rồi thì chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ mẹ bè các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.